Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên trên kênh Quý Mộc. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn, muốn chia sẻ với các bạn là bưởi da xanh ruột đỏ ngon hay là bưởi da xanh ruột hồng ngon. Như các bạn đã biết, một cái đặc sản của cái bưởi da xanh đó là bưởi da xanh ruột đỏ. Nhưng mà có khi thì chúng ta bổ vào bưởi ra thì nó là bưởi da xanh nó lại màu hồng hồng, có khi nó màu đỏ đậm. Thì như vậy là bưởi da xanh ruột hồng với bưởi da xanh ruột đỏ thì cái nào ngon hơn? Thì bữa nay mình mới chia sẻ các bạn nha. Bữa đây là mình vừa mới lột xong một cái dĩa bưởi da xanh ruột đỏ này các bạn. Các bạn nhìn thấy cái dĩa, cái múi bưởi nó đậm đà, nó đỏ đậm đà mà rất là ngon. Đây là bưởi da xanh ruột đỏ. Thì như các bạn đã biết á, cái ruột đỏ hay ruột hồng đó, đó là chính là do cái độ chín của quả bưởi các bạn. Nếu mà các bạn muốn ăn nó giòn giòn á, thì chúng ta hái cái quả bưởi khi mà nó vừa chín, nó chín đủ cái độ chín á, chín ngọt mọng nước là chúng ta hái. Thì nó khi mà chúng ta xẻ vào bưởi ra thì cái màu của cái múi bưởi nó sẽ cái màu hồng hồng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta để trên cây lâu hơn, để chúng ta để thêm một tuần nữa, một tuần 10 ngày nữa nó chín, cho nó chín đậm đà rồi, thì cái múi ở trong cái múi bưởi các bạn, đây là các bạn nhìn thấy cái múi bưởi không, cái múi bưởi nó sẽ mọng nước như thế này, nó rất là ngon. Cái múi bưởi nó mọng nước như thế này và nó sẽ màu đỏ đậm như thế này, thì đồng thời là khi mà chúng ta ăn nó ngọt đậm hơn và nó mọng nước hơn thì chúng ta ăn nó sẽ cái múi nó có cái độ mềm, nó mềm. Còn nếu mà chúng ta ăn cái quả bưởi mà nó chúng ta chín vừa đủ độ chín chúng ta hái liền chúng ta ăn thì cái múi bưởi chúng ta ăn khi mà chúng ta cắn ngay cái bóc bóc là cái tép bưởi nó bắn nước ra nó rất là ngon và nó có cái độ giòn nhất định của nó. Còn nếu chúng ta để cho chín già hơn như thế này thì cái độ giòn nó giảm đi nhưng mà nó lại ngọt hơn và nó màu đỏ đậm hơn. Đó là hai sự khác biệt của cái bưởi da xanh ruột đỏ, bưởi da xanh ruột hồng, chứ nó không phải là hai giống khác nhau. Đó là do cái độ chín của quả bưởi. Nếu mà chúng ta để mà nó chín già hơn thì cái múi nó mọng nước hơn, nó ngọt hơn một chút xíu và cái màu của nó đỏ đậm hơn như thế này. Đây. Rất là đẹp đúng không các bạn? Còn nếu mà chúng ta hái mà khi cái quả bưởi nó vừa chín tới, nó vừa rôn rốt, vừa đủ ăn, chúng ta hái thì ăn cái múi bưởi rất là giòn. Thì lúc đấy thì cái màu của cái múi bưởi nó hồng hồng. Nó hồng hồng thôi chứ nó không được đỏ đậm và cái khi chúng ta ăn nó rất là giòn. Thì nên nó cũng đều là một loại là bưởi da xanh, ruột đỏ hay ruột hồng là do cái độ chín nhiều hay chín ít của quả bưởi thôi. Và cái muốn cho chúng ta muốn có một cái quả bưởi ăn mà có cái vị ngọt, đậm đà và cái vị chua chua, thanh nhẹ thì đó là do cái cách người ta chăm sóc cái vườn bưởi, người ta chăm sóc thì nó sẽ ra được cái sản phẩm bưởi rất là ngon như vậy. Có một số các bạn mua thì chúng quả bưởi ăn nó rất là nhạt, mặc dù là cái màu đỏ nhưng mà ăn nó vẫn rất là nhạt, là do cái chăm sóc mỗi người họ chăm sóc cái cành, cách họ trồng chăm sóc cây bưởi nó sẽ khác nhau và nó sẽ ra cái múi bưởi nó ngọt ngọt đậm hay là nó nhạt nhạt là do cái cách chúng ta chăm sóc quả bưởi, cây bưởi mà nó ra cái quả như vậy. Hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn là bưởi da xanh ruột đỏ ngon hay là bưởi da xanh ruột hồng ngon. Mình chỉ chia sẻ với các bạn là bưởi da xanh ruột hồng hay ruột đỏ thì cũng là một loại thôi. Nhưng mà do cái cách chúng ta hái sớm. Chúng ta hái khi quả bưởi vừa chín, vừa mọng nước, vừa đủ độ chín chúng ta hái thì quả bưởi nó sẽ giòn nhưng mà cái màu của múi bưởi nó sẽ màu hồng. Nhưng mà chúng ta để lâu hơn ở trên cây để cho nó chín già hơn thì cái múi bưởi nó sẽ chuyển sang màu đỏ và mọng nước hơn, ngọt hơn một chút xíu và cái độ giòn nó cũng giảm đi một chút xíu. Đó là hai cái nó sự khác nhau như vậy. Thì nếu mà bạn thích ăn giòn thì bạn ăn bưởi nó vừa chín tới, nó giòn mọng nước và nó độ chua độ ngọt nó cũng đủ vì nó chín trên cây rồi. Còn nếu như các bạn muốn ăn mềm hơn một chút xíu thì chúng ta ăn sẽ chọn những cái quả bưởi nó già trái hơn, nó chín lâu hơn trên cây thì nó sẽ mềm hơn và cái màu đỏ nó sẽ đậm, nó sẽ đẹp hơn như thế này. Mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc, rất là cảm ơn cả nhà đã xem video clip của mình ha. Các bạn có thể liên hệ với mình, các bạn thắc mắc về bưởi có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0919770098. Mình sẵn sàng chia sẻ tự miễn phí cho các bạn để các bạn biết cách lựa những quả bưởi như nào cho nó ngon ha. Tết thì cũng sắp đến rồi, đó là dịp để chúng ta mua những quả bưởi thật ngon để dâng lên cúng ông bà tổ tiên, hay là chúng ta cúng vào giao thừa, hoặc là chúng ta thì biếu tặng những người thân yêu của chúng ta vào dịp Tết. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, mình cảm ơn và chào tạm biệt, bye bye.